Xin chào các bạn. Hôm nay, Vietnam Book sẽ giới thiệu đến các bạn cuốn sách Marketing giỏi phải kiếm được tiền. Đây là cuốn sách đình đám của tác giả Sergio Zimán. Cuốn sách tổng hợp những kinh nghiệm, bài học quý giá trong suốt sự nghiệp bán hàng của tác giả. Với những người mới dấn thân vào nghề marketing, tìm đọc cuốn sách này sẽ giúp bạn mở mang thêm kiến thức. Cuốn sách được viết bởi Sergio Zimán, người từng đưa thương hiệu đồ uống Coca-Cola lên tầm cao mới. Trước sự bùng nổ doanh thu bán hàng vào những năm 90, đã đưa tên tuổi của Sergio thành người nổi tiếng. Về sau, ông trở thành CEO và founder của tập đoàn Z Marketing, công ty chuyên về marketing, truyền thông. Trong suốt sự nghiệp của mình, Zimán sử dụng nhiều chiến lược marketing kết hợp cùng phương pháp kinh doanh bài bản. Từ đó, tạo ra nguồn doanh thu khổng lồ, tạo được tiếng vang trong ngành. Zimán đúc kết toàn bộ kiến thức, chiến thuật và bí quyết trong cuốn sách Marketing giỏi phải kiếm được tiền, nhằm giúp độc giả hiểu rõ hơn về nghệ thuật marketing nếu muốn bán được nhiều hàng hóa. Xuyên suốt nội dung cuốn sách Marketing giỏi phải kiếm được tiền, tác giả chỉ rõ khái niệm về marketing, đồng thời giúp người đọc nắm được cách làm thế nào để marketing thành công, bán được hàng hóa và tạo ra doanh thu lớn. Marketing là một khoản đầu tư. Các chủ doanh nghiệp hay người mới bắt đầu dấn thân vào môi trường bán hàng cần phải hiểu rằng marketing chính là khoản đầu tư. Chúng giúp doanh nghiệp tạo dựng thương hiệu và đưa sản phẩm tiếp cận lượng lớn khách hàng. Từ đó, thúc đẩy số lượng hàng hóa, thu được doanh số đáng kể. Hiện nay, rất nhiều nhà lãnh đạo gặp phải sai sót trầm trọng, họ coi nhẹ marketing mà bỏ qua giai đoạn này. Họ coi marketing chỉ là một khoản chi phí nên tìm cách để cắt giảm ngân sách, hạn chế đầu tư. Cuốn sách giúp bạn hiểu rõ khách hàng mục tiêu trong marketing. Ngay khi đọc cuốn sách này, bạn sẽ thấy được khái niệm về khách hàng mục tiêu, khách hàng tiềm năng. Từng phân khúc khách hàng ra đời vốn dĩ tùy thuộc vào thị trường, doanh nghiệp không thể làm hài lòng được tất cả mọi người. Do đó, để tiếp cận và mang lại sự hài lòng cho nhóm khách hàng của mình, doanh nghiệp cần phải biết xác định, thấu hiểu khách hàng mục tiêu, nhằm xây dựng chân dung khách hàng rồi mới đưa ra chiến lược truyền thông phù hợp. Nhìn chung, marketing chính là khoản đầu tư mang lại lợi nhuận cao nhất trong khi chi phí bỏ ra rất thấp. Một doanh nghiệp thực sự hiểu rõ điều này sẽ chinh phục được mọi đối tượng khách hàng. Người marketing giỏi phải kiếm được nguồn tiền lớn. Ngay khi đọc tựa đề cuốn sách Marketing giỏi phải kiếm được tiền, chắc hẳn nhiều người tưởng chúng sáo rỗng. Tuy nhiên, đây chính là tư tưởng quan trọng nhất là tác giả lấy làm nhan đề cho tác phẩm. Mỗi doanh nghiệp cần phải coi marketing là khoản đầu tư. Khi đầu tư tất nhiên phải sinh ra lợi nhuận tương ứng. Khoản đầu tư đó có thể là tức thời hoặc dài hạn. Điều này có nghĩa là bạn phải dành thời gian để xây dựng thương hiệu rồi mới tiếp cận nguồn khách hàng. Tùy vào tình hình và mô hình của doanh nghiệp mà các kênh đầu tư có thể đem lại doanh số tức thời, đầu tư sinh lời ngay lập tức. Còn với marketing cài cắm tư duy cho rằng hoạt động truyền thông phải đem lại kết quả thì chú trọng tới lợi nhuận, doanh số hoặc phản hồi tích cực từ phía khách hàng. Một ví dụ kinh điển mà tác giả đưa ra trong cuốn sách chính là quảng cáo của Coca-Cola. Quảng cáo được tất cả mọi người yêu thích và chúng tạo nên làn sóng mạnh mẽ trong mặt trận truyền thông. Cho khách hàng lý do để mua hàng của bạn. Trong thị trường đang có xu hướng bão hòa, số lượng người bán hàng ngày càng nhiều hơn số người mua. Bạn cần phải biết làm thế nào để thương hiệu của mình có chỗ đứng trong tâm trí của khách hàng. Nếu sản phẩm của bạn không khác biệt thì nên chọn thị trường mới mẻ, chưa từng có ai khai thác. Sẵn sàng ứng phó khi biến cố xảy ra. Một điều quan trọng mà người làm marketing cần phải nhớ, chính là tâm thế sẵn sàng ứng phó với những biến cố có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Bạn cần có bản kế hoạch riêng để công ty không bị hoang mang, bất ngờ trước tình huống xấu. Thương trường chính là chiến trường, khi mình có đủ chiến thuật thì trăm trận trăm thắng. Vậy nên, mỗi doanh nghiệp cần không ngừng nghiên cứu khách hàng, tìm hiểu thị trường và nghiên cứu đối thủ. Từ đó, xây dựng kế hoạch marketing phù hợp với nhóm khách hàng mục tiêu mà mình hướng tới. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe review sách của Vietnam Book. Hy vọng nó sẽ giúp ích cho bạn. Chúc các bạn đọc sách vui vẻ.